CPU là đầu não của máy tính và anh em có thể thấy được là cái kích thước vô cùng nhỏ gọn. Tất nhiên là khi chúng ta nhìn cái tấm kim loại ốp bên ngoài thì đấy là cái tấm hít sinh tản nhiệt, cộng với đó là nơi mà chúng ta có thể nhìn những cái thông tin chi tiết. Còn cái tấm chip thực sự thì sẽ nằm ở ngay bên dưới đấy, vô cùng nhỏ gọn thôi. Và cái tấm chip đấy được cấu tạo từ gì và cái cụm từ mà chúng ta hay nghe là Silicon Lottery từ đâu mà chui ra? Mỗi khi anh em đi ra biển hay đi sa mạc thì anh em sẽ thấy được một thứ có rất nhiều, đấy là cát, vô cùng nhiều cát luôn. Và CPU cũng được cấu tạo từ cát. Tất nhiên thì đấy là một cách nói đơn giản bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mang cát ra, bỏ vào lò, nung lên và CPU sẽ được sinh ra. Bởi vì là bên trong cát có rất nhiều những thành phần và thành phần quan trọng nhất để chúng ta có thể lọc ra và sản xuất CPU có tên gọi là silica với công thức hóa học là SiO2. Thì với SiO2 thì anh em có hai cách đọc khác nhau. Tất nhiên thì anh em có thể đọc theo bất kỳ cách nào cũng được. Tuy nhiên thì SiO2 là thành phần cấu tạo của thủy tinh. Đúng, đây chính là một thành phần cấu tạo của thủy tinh. Khi mà chúng ta bỏ vào lò và nung lên, chúng ta sẽ có thấy những người ta thổi thủy tinh đấy. Thế nhưng khi mà để làm ra những CPU thì chúng ta sẽ không thể nào mà dùng cách đấy được. Thì những cái silica đều được lọc và tinh chế để đạt được cái trạng thái gọi là thuần khiết nhất, lên đến 99.999%. Và sau khi xong đấy sẽ đổ ra một cái khuôn hình trụ, và người ta hay gọi đấy là một cái khuôn silicon. Và cái thành phẩm sẽ được cắt ra thành từng tấm một, và những cái tấm đấy gọi là những cái tấm waffle. Và những cái tấm waffle sau khi được cắt ra mang đi xử lý thêm một lần nữa để có thể đạt được cái bề mặt sạch sẽ nhất và phủ thêm những cái thành phần, và chúng ta sẽ có những cái tấm để chúng ta có thể sản xuất ra CPU. Thì lúc này chúng ta sẽ cần bỏ máy để cắt thành ra những cái tấm chip có cấu tạo giống nhau, có những cái dây dẫn bóng bán dẫn như đúc, thế nhưng vẫn sẽ chưa thể hoạt động ngay được bởi vì cần phải test chất lượng và nạp những cái tập tin vào. Và tới cái bước nạp tập lệnh thì sẽ xuất hiện ra một khái niệm có tên gọi là Silicon Lottery, hay một số anh em được gọi là đánh xổ số khi mua CPU. Các mẫu CPU thường thì sẽ là giống nhau hết trong quá trình sản xuất này, khắc bóng bán dẫn hay từ một tấm waffle, đa số sẽ là giống nhau. Tuy nhiên thì trong quá trình sản xuất thì việc xảy ra lỗi là điều không thể nào tránh khỏi, bởi vì những cái kích thước của những bóng bán dẫn ấy là cực kỳ nhỏ luôn. Anh em có thể thấy những cái tiến trình như là 14 nanomet, 10 nanomet, thậm chí là 7 hoặc thấp hơn nữa, có 2 nanomet thôi chẳng hạn, thì chắc chắn khi xảy ra sẽ có những tấm chip xảy ra lỗi. Thì những cái mẫu CPU không bị lỗi, chúng sẽ được chuyển thành những dòng CPU cao cấp. Mình sẽ xét trên khía cạnh là Intel Core i đi, thì cao cấp nhất sẽ là Intel Core i9, và cái mẫu tấm chip nào mà tuyệt vời nhất thì sẽ trở thành dòng Epson như Intel Core i9 12900K. Những cái mẫu CPU khác bị lỗi nhỏ hơn ở một vài thành phần nhỏ thì sẽ nạp những tập lệnh khác và chuyển thành những mẫu CPU thấp hơn, ít nhân hơn, và cứ thế chúng ta lùi lại cho đến Pentium hoặc là Celeron. Vì thế chúng ta sẽ có một câu chuyện khác, đấy là khi mà chúng ta sử dụng cùng một dòng CPU thì có những ông ăn ít điện, có những ông ăn nhiều điện, có những ông mát và có những ông bị nóng. Tuy nhiên về mặt độ bền, hiệu năng stock theo như nhà sản xuất thì sẽ giống hệt nhau. Ông A, ông B nếu như CPU có 4.4GHz thì khi mà hoạt động sẽ luôn đạt được mức đấy, hoặc cùng lắm là 4.3999, nói chung là gần như giống nhau đến 99.99%. Còn những cái mẫu CPU có một vài lỗi nhỏ, những cái thành phần linh kiện là trong nhân, thì anh em cũng đừng lo lắng, bởi vì khi mà nạp tập lệnh thì nhà sản xuất đã dùng laser để phá bỏ những cái phần lỗi chứ không nạp tập lệnh vào những phần lỗi. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta còn mẫu Pentium hay Intel Core i7, không bao giờ có chuyện có xuất hiện một cái lượng nhân bất thường hoặc là xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng khi mà hoàn thành những quá trình test rồi. Thì đấy là câu chuyện của Intel. Còn đối với AMD, những con chip bị lỗi, thay vì họ làm ra những mẫu CPU đời thấp hơn hoặc là hủy đi, thì họ sẽ mang ra, họ sẽ tận dụng lại những cái nhân vẫn còn sống và vẫn hoạt động một cách bình thường, đầy đủ những cái thông số kỹ thuật, họ sẽ ghép vào với nhau và kết nối thông qua một thứ có tên gọi là Infinity Fabric để có thể tiết kiệm được chi phí. Tất nhiên thì đấy là về mặt lý thuyết, những câu chuyện xảy ra cách đây một vài năm rồi. Ở hiện tại thì những công nghệ sản xuất bây giờ cũng đã mới hơn, hoặc cũng có thể là trong tương lai điều này sẽ không còn đúng nữa, bởi vì công nghệ phát triển thì cái khả năng sản xuất cũng sẽ phải tăng cường, và lúc đấy cũng sẽ tối ưu hơn về cái mặt gọi là sản xuất những tấm CPU. Vậy thì anh em có bất kỳ một câu hỏi nào cần mình giải đáp thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.